Vâng, chào mừng tất cả các bác đã đến với Binculon Shop. Hôm nay Binculon Shop chúng em xin giới thiệu đến tất cả các bác một sản phẩm của Nokia, đó là Nokia 6700 Classic Full Box, máy new chưa xài. Vâng, đây là trước mặt các bác, đây là chiếc hộp của 6700 Classic. Bản này là bản bạc nhám. Bạc nhám nha các bác. Vâng, đây là phía bên trong của chiếc hộp 6700. Đây là chiếc máy 6700 huyền thoại của chúng ta ngày hôm nay. Đây không có một vết trầy nào hết, máy rất đẹp nha các bạn. Một chiếc 6700 đến từ Hungary. Vâng, và bên trong và sau bên trong của chiếc hộp 6700 thì chúng ta có một cọng cáp, một cọng cáp zin luôn, chưa xài lên màu luôn rồi. Một tai nghe zin của 6700. Một quả pin zin và một cục sạc zin. Tất nhiên thì mọi thứ đều phải là zin. Rất đẹp. Vâng, và sau đây em sẽ mở máy lên khởi động cho các bác xem. Máy zin new nha các bác. Dạ rồi, xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi tất cả những sản phẩm của Binculon Shop chúng em. Vâng, bác nào thích thì vui lòng liên hệ đến số 0901 507 507 để được nhân viên tư vấn. Và xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn.